Chào quý vị và các bạn, một ngày mới lại bắt đầu và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị khán giả của truyền hình Thông Tấn trong bản tin thời sự tổng hợp sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 5. Tôi là Thu Hương. Và tôi là Ngọc Ly. Còn sau đây là những tin chính đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, khoanh vùng dịch ở quy mô nhỏ hẹp nhất có thể, tránh áp dụng giãn cách xã hội cực đoan. Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó tại các bệnh viện. Học trực tuyến và thi trực tuyến, vấn đề vẫn luôn nóng trong giai đoạn đại dịch COVID-19 không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, miễn dịch cộng đồng chỉ đúng với những đợt cúm mùa xảy ra hàng năm, nhưng nó không hề đúng với đại dịch COVID-19 mà chúng ta đang đối phó. Và những gì xảy ra tại Ấn Độ là một kinh nghiệm xương máu cho cả thế giới trong cuộc chiến chống kẻ thù đầy nguy hiểm này. Và đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi sẽ đề cập đến với quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, khoanh vùng ở quy mô hẹp nhất có thể, tránh áp dụng giãn cách xã hội một cách cực đoan. Chuyển trạng thái chống dịch từ chủ động sang tấn công, tránh khuynh hướng lơ là cũng như hốt hoảng trong phòng chống dịch. Truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm là ba nội dung chính trong bài phát biểu hơn 40 phút của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều ngày hôm qua 7 tháng 5. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết hiện nay thì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Nhiều tỉnh đã có dịch, một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế nhiễm COVID-19. Trong đó có cả chủng virus biến thể siêu lây nhiễm tại Anh và Ấn Độ, khiến cho nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và sẵn sàng cho phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện. Đối với các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng, xét nghiệm chủ động toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân dài ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch số 118 về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn của thành phố giai đoạn 2021-2022. Theo đó, ngay sau khi triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng 1, thành phố sẽ triển khai tiêm chủng đến đối tượng 2 là người từ 18 đến 65 tuổi. Mục tiêu đặt ra là có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn của thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine. Thưa quý vị, hãng hàng không Bamboo Airways chính thức được cấp slot bay thẳng tới hai sân bay quốc tế San Francisco và Los Angeles của California, Mỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 tới đây.
Máy bay dự kiến khai thác hai đường bay thẳng là tàu thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner. Đây là hai sân bay đông nhất của bang California, lần lượt chia nhau vị trí thứ nhất và thứ hai với sản lượng khách trung bình tương ứng khoảng 70 triệu lượt một năm và 40 triệu lượt một năm. Dịch COVID-19 trở lại khiến nhu cầu di chuyển hàng không của hành khách đã giảm mạnh, kéo theo giá máy bay trở lại mức đáy sau cao điểm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Giá vé máy bay khứ hồi thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội rẻ nhất chỉ ở mức 790.000 đồng, mức giá thấp kỷ lục. Cụ thể, nếu hành khách mua vé sát ngày và khởi hành ngay ngày 8 tháng 5 trở về Hà Nội vào ngày 11 tháng 5, giá vé khứ hồi đã ở mức chạm sàn. Sau đề xuất áp sàn giá vé máy bay của Vietnam Airlines, Bộ Tài chính cho biết về thẩm quyền quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, theo quy định của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, Vietnam Airlines thông báo trước diễn biến của dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của nhiều hành khách. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, hãng bắt đầu triển khai chính sách hỗ trợ đổi hoàn vé đối với vé mua tại thị trường Việt Nam và có hành trình hoàn toàn nội địa. Thưa quý vị, thưa các bạn, quyết định được đưa ra trong công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong đó tạm dừng một số hoạt động tham quan du lịch từ 12 giờ ngày 7 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, sẽ tạm dừng hoạt động tham quan tại động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, suối Nước Mọc, sông Chày, hang Tối, vườn thực vật, thung lũng Hava, công viên Ojochitop và thác Mơ, bảo tàng. Ngoài ra, các cơ sở lưu trú trên địa bàn của tỉnh cũng được yêu cầu thực hiện khai báo y tế, khai báo tạm trú và tự đánh giá an toàn COVID-19. Xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tạo thuận lợi cho cử tri quận có thể tra cứu, theo dõi và kiểm tra thông tin về bầu cử. Theo đó, cử tri có thể tra cứu đường đi đến điểm bỏ phiếu, liên hệ phản ánh đến tổ trưởng tổ bầu cử, nghe những thông tin bầu cử bằng phần mềm robot trên chuyên trang về bầu cử của quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng cho biết tình trạng giá đất tăng nóng cục bộ tại một số địa phương chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi lắng xuống, sau khi chính quyền địa phương đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo thông báo công khai, cũng như cảnh báo tới các nhà đầu tư và người dân về quy hoạch, kế hoạch thực hiện, tình hình triển khai các dự án trên địa bàn. Đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, cơn sốt đất nền vừa qua đã tạo cho hệ thống một mặt bằng giá mới, nhưng cũng tạo hệ lụy khi chi phí đất đai, nhà ở tăng cao gây khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp. Thưa quý vị và thưa các bạn, yêu hoa và say mê vẻ đẹp quyến rũ của hoa đất, chị Lê Thanh Trà sinh sống tại Hà Nội đã học và tự chế tạo những sản phẩm hoa đất. Rồi trong quá trình tìm tòi nghiên cứu, chị đã thử nghiệm và thành công với loại hình tranh hoa đất 3D. Đó chính là sự kết hợp khéo léo giữa công nghệ 3D hiện đại và sự tinh tế hoàn mỹ của những bông hoa đất. Thời thanh xuân, vào hạ, hy vọng hay ngày hạnh phúc. Có lẽ dường như nhìn vào những hình ảnh này, không phải ai cũng nhận ra đó chính là các tác phẩm tranh làm từ đất, bởi sự mềm mại, tự nhiên, chân thực, gần gũi, như có cảm giác đang hòa mình trong sắc màu của hoa, chứ không phải đang ngắm nhìn từ trong tranh. Yêu cầu đầu tiên của mình để ra thần thái được cái loại hoa đấy là người làm hoa phải quan sát cái hoa thật kỹ. Quan sát thì có thể quan sát được hoa thật là tốt nhất. Mình sẽ biết được chính xác là độ dày mỏng các thứ của cánh hoa, độ, thậm chí là một cái gai, mình làm một cái gai hoa mình làm đúng thì nó cũng sẽ làm cho cái thần của bông hoa nó thật lên rất nhiều. Tình yêu với những bông hoa đất cùng sự mày mò nghiên cứu phát triển dòng hoa 3D, những bức tranh hoa đất do chị sáng tạo đã tạo nên vẻ đẹp nổi bật cho từng tác phẩm. Khi mà bắt đầu làm hoa đất sét, nhiều bạn là sốt ruột, muốn ngay lập tức hoàn thiện được bông hoa. Điều đó không có nghĩa là khi bạn không kiên nhẫn thì bạn không làm được. Bạn không kiên nhẫn, bạn có thể học cách kiên nhẫn, chỉ cần bạn đam mê về hoa và làm hoa là bạn làm được. Thoạt nhìn tưởng chừng đơn giản, nhưng từ công đoạn làm cánh hoa sao cho có nét cong mềm mại tự nhiên, tạo gân lá, rồi độ đậm nhạt màu sắc khác nhau, hay cách sắp xếp vị trí những bông hoa sao cho cân đối cũng cần phải một quá trình nghiên cứu lâu dài. Chia sẻ về điều này, chị Trà cho biết để có được một bông hoa đất, người nghệ sĩ phải trải qua hơn 10 công đoạn khác nhau như pha màu cho đất sét, tạo hình, tô từng chi tiết, gắn những bông hoa vào bức tranh 2D để cho hoa nổi lên thành hình 3D. Và dù tay nghề điêu luyện đến mấy thì cũng phải ít nhất một tháng mới hoàn thiện được một bức tranh.
Với bức tranh cánh đồng sen trắng như thế này thì chị Trà đã cùng 3 người cộng sự của mình dành một khoảng thời gian là hơn 1 tháng để hoàn thiện. Và không chỉ dừng lại ở đó thì chị Trà cũng mong muốn lan tỏa tình yêu hoa đất đến với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, các sàn giao dịch chứng khoán tại Mỹ và châu Âu đã có phiên giao dịch cuối cùng trong tuần ngập tràn trong sắc xanh khi các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng kỷ lục, bất chấp số liệu về việc làm của Mỹ trong tháng 4 không được như mong đợi do tình trạng thiếu lao động. Cụ thể thì chốt phiên giao dịch ngày 7 tháng 5, tại thị trường phố Wall thì chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ đã chạm mốc kỷ lục mới khi tăng 227,91 điểm, tương đương với 0,66% lên mức là 34.776,44 điểm. Còn chỉ số S&P 500 đã tăng 30,81 điểm, tương đương với 0,73% lên mức là 4.232,43 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq thì đã tăng 119,4 điểm, tương đương với 0,88% lên mức là 13.752,24 điểm. Còn ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương thì kết thúc phiên giao dịch ngày 7 tháng 5, chỉ số chính DAX 30 tăng 1,3%, trong khi đó chỉ số FTSE 100 của Anh lần đầu tiên đạt mốc 7.100 điểm kể từ tháng 2 năm ngoái. Còn trên thị trường năng lượng thì giá dầu trên thế giới biến động không đáng kể bất chấp dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ vẫn diễn biến nghiêm trọng. Triển vọng lạc quan đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu là nguyên nhân khiến cho giá mặt hàng vàng đen vẫn giữ được mức tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm trước. Cụ thể thì chốt phiên giao dịch ngày 7 tháng 5 thì giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 19 cent lên mức là 68,28 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu WTI ngọt nhẹ tăng 19 cent lên mức là 64,90 đô la Mỹ một thùng. Còn trên thị trường kim loại quý thì giá vàng đã tăng 0,9% lên mức là 1.831,30 đô la Mỹ một ounce trên sàn giao dịch New York. Và giá nhôm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018, trong khi giá đồng bật tăng chưa từng thấy do tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19 với lực dẫn dắt mạnh từ nền kinh tế Mỹ. Và chúng tôi cũng hy vọng với phần trình bày vừa rồi, phần nào có thể giúp quý vị và đặc biệt là các quý nhà đầu tư có thể đưa ra những nhận định chính xác về thị trường.